trời, nghe tiếng động người ta hết mẹ rồi mà đứng đó múc muối. Vô trong giờ này người ta ăn cái gì? Bạn này dở ghê. Kỳ cục. Lên xe. Đau lòng quá. Thằng nào làm? Bỏ bằng nào tính. Lần sau mà thiếu một cái nữa mấy bạn vô ngồi chơi với khách nha. Nghe cho kịp nha. Mày không thích cái công đoạn này á.
ta bưng bún đặc biệt xuống ba cái bún đó anh đây tôi mày cho khách. Này cho bưng đi, ba cái đặc biệt xuống ba bàn dài cuối. Đặc biệt ở đâu chỉ cho đi cho rõ ràng nha. Bàn dài cuối. Để đi mình lộn xộn cùng đi. Thấy không? Định hình chưa? Thấy ba em hả? Thấy vậy là tốt rồi. Mấy bữa mình vô mình quay. Lên xe. Mấy cầm bạn, cái muỗng giống như cầm bác sĩ vậy đó. Mấy bạn chửi mình quá nên mình hôm nay mình chỉ đứng quay thôi nên mình không dám. Rồi rồi vô đi. Đó là đừng dùng chữ chửi nha, Nguyên ghét nhất nữa đó nha bạn. Mấy bạn trên mạng chửi con chứ không phải cô Huyền chửi. Trên mạng chửi bạn hả? Tụi bạn quay tè quá mà không chửi bạn cũng. Bạn nói gì tùm lum á? Bạn quay cơm trái đâu vậy hôm bữa đó? Hả? Cơm trái cô quẹt ở đâu vậy? Quay cơm trái mà không biết đem cơm trái. À quay chỗ cơm trái rồi mới lem lại cho chị Huyền thử coi. Bữa tao quay cu heo với cơm cháy. Quay cơm cháy con mẹ ở đâu? Quay da heo. Tiếng à cơm cháy bên Lê Đức Thọ. À quay bên đó mà nó Đức Thọ Gò Vấp. Chị Quyền không biết đường đi mà thấy nó quay á. Dạ. Thấy quay mà Quyền không biết đường. Không, bữa mới quay cu heo. Cu heo. Còn cơm cháy nữa bạn. Có ra tập tiêu biếm heo. Không có ai bằng tiêu cu heo. Dùng từ không đúng ngữ rồi. Chị bán chị treo ở biển vậy ai biết. Biếm heo mà kêu bằng cu heo. Từ ngữ nó xa xôi quá. Nghe mình sợ. Lên xe. Có cái bún heo đó cô. Mình rõ đây là tép. Bún này rồi. Mình ngồi đâu. Hai bún. Rồi mình đi đó đi. Bay luôn còn đi chi. Mình nữa ra.
gì thầy? Quay vào bụng mở Quỳnh ra. Lên xe, lớn. Thấy hàng lớn giao nha các bạn. Còn bạn đó chắc mì suy nghĩ cái gì trong cái tô mì đó lâu dữ vậy bạn? Có cái gì vui nhìn chẳng cười hoài vậy. Lên. Cười gì chị á? Bạn nhìn quen hả? Xíu lắm. 50 quá con hiền. 50 ngàn. Quay đi đừng có hỏi cái gì tôi quý trơn á. Đầu sẽ hỏi tiếp một người cũng mẹ nó hỏi hoài đầu. Hỏi cho lúc con hỏi mà hỏi luôn giờ. Quan trọng là khách của Quyền ăn là phải ngon miệng là ok rồi. Còn những gì khác là Quyền miễn bàn với các bạn. Nếu là khách ăn ngon miệng thôi. Còn các bạn muốn nói gì các bạn nói đi, Quyền đang chạy bài rồi. Chai bún rồi. Chai nào? Chai này hả? Chai này của tôi quen rồi. Đừng hỏi chai. Vì sao là vì sao? Dạ, chú có cái hồng hành đó. Đó. Các bạn đứng đợi Quyền like. Quyền sẽ đưa các bạn vô bên trong. Nhanh tay. Không hành thì chưa bóc được tủi của nó đâu. Nhỏ nhỏ hơn cô Huyền. Đi quay phải cầm điện thoại giống bạn này á cho đẹp, không có vốn. Không có vốn. Cái gì vậy? Có bạn lắm đó nha. Nhất là quay phim xong rồi nó rớt luôn một dù là cũng đã kết lắm rồi. Trước một người luôn. Mùi đẹp mà sao để phá đi vậy? Từ từ con ơi. Đừng rớt bình được. Tại vì một vụ đó nhiều khi cản tài hay cản người yêu hay cản gì đó tao mới phá. Con mấy vợ rồi? Mấy có bạn trai à?
sẵn mà bò miếng của anh. Bác sĩ mổ hai cái muối vậy. Cho cái muối ra anh ơi. Chanh ớt để lên trên cái chén đó luôn, cho ớt nhiều chút. Ăn đi rồi gắn cái máy ở đây, chị Quyền quay giùm cho lát ra lấy máy. Quay giùm. Chị Quyền vừa cầm vừa quay luôn được bộ. Nó rớt bằng cái rùi nước này luôn. Thấy Quyền đang xiết hả? Sau hơn một tiếng chờ đợi thì đã có tô mì chửi rồi đây. Đã hơn một tiếng hồ cũng được đấy. Đang đợi phần nước nữa. Ăn cái này hả? Nước chấm đấy hả?